xin chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay mình tiếp tục quay tiếp đội dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã An Mỹ, huyện An Trắng, huyện Tây An, tỉnh Phú Yên, tháng 9 năm 2021. Thì một số dự án tại xã An Mỹ, Trấn Tý Thạnh và đầu sông Kỳ Lộ thì mình quay hàng cuối mọi người. Thì đợt trước mình quay tháng 3, tháng 6, thì đợt này tháng 9 mình sẽ quay trở lại để xem thử tiến độ dự án triển khai ở đâu. Sau 3 tháng thì chắc chắn thì dự án sẽ triển khai rất tích cực. Mình mới vừa đi qua đoạn ngã tư Hòa Đa, đường này lên sông Hòa, đường lên nhà thờ Bác Hồ và Thị trấn Trúc Lâm mọi người. Cao tốc qua xã An Mỹ, cao tốc Long Bọt lên trên đây khoảng 500m. Trong các đoạn thì chỗ đoạn xã An Mỹ này là gần quốc lộ 1 nhất. Đoạn này là đoạn thuộc cao tốc Chí Thạnh Vân Phong. Thì đoạn Chí Thạnh Vân Phong thi công là qua 43 hầm chui, 249 nóc thông nước và qua cầu Đa Rang, tất cả sông Ba và cầu Bình Thạnh. Và có 5 điểm giao, tại Chí Thạnh, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 9, Hòa Tân và Hạ Sơn. Và có xây một điểm dân chân tại huyện Phú Hòa rồi. Chúng mình đây. Rồi. Mình xem từ xe thì dự án chạy rất nhanh luôn. Xem thử. Và sẽ có thay được là đoạn quay xe mới rất nhanh luôn. Và thời gian 3 tháng không quay thì tiến độ rất nhanh. Và đã đắp đất nên và đổ các phần đá dâm. Rất là nhanh luôn. Đồng chạy lượng cầu thì xin thử. Thì phần từ đây triển khai rất nhanh luôn, thì cơ bản đã gần xong rồi mọi người. Tiếp tục thì sẽ gãi nhựa, nó sẽ xong rất nhanh luôn. Phần chạy thẳng vào hướng chung kia là thuộc xã An Trắng, huyện Tuy An. Phần chạy đây, đợi mọi người tiếp chân về xem.
mình chạy vào hướng Sẽ Ăn Trắng. Phần đoạn này Sẽ Ăn Mỹ, đoạn mình chạy vào hướng trong Sẽ Ăn Trắng sẽ thử triển khai tới đâu rồi mọi người. Đây là một cái cầu thông nước trên mưa mọi người. Cái phần mái của ta luy đã được gia cố các mảng bê tông mọi người để chống sói lở. Nhìn thấy rất đẹp luôn, nhìn thấy rất nhanh luôn. Khi mà thi công cái này xong thì phía trên thì sẽ rã nhựa và phần đoạn này sẽ che chắn các hàng lưới để bảo vệ không cho phương tiện và các động vật con người đi vào cao tốc. Cổng chùa dân sinh. Tính ra tiến độ cả thành Phú Yên là chậm hơn so với Bình Định và Khánh Hòa. Wow, mình chỉ vào trong này xem thử thôi. Ờ, rất nhanh luôn mọi người. Quan sát có thấy được là đã đổ các phần đá dâm này rồi. Nên chắc khoảng cao 10 15 phân, 20 phân mọi người. Cái cấu sẽ đảm bảo đúng tiêu chuẩn của đường cao tốc. Quan sát từ hướng này rất đẹp luôn. Đã đi về một số đoạn núi. Đang chạy thêm vài chục kia xem thử nhau rồi xem. Làm việc cũng đã 3 tháng rồi. Mình chưa vây lại tại Hồng Tây An. Thì có thấy được là dự án triển khai rất nhanh. Nhất là đoạn tại Sẽ Ăn Mỹ này. Đặc biệt quan trọng nhất là chính là mặt bằng. Là vị trí nào mà mặt bằng bàn giao cho chủ tư nhanh thì sẽ triển khai nhanh. Đoạn này sói lở xuống. Ở đây sẽ cần thi công sớm các hạng mục chống sói lở quát tơ ly để đảm bảo đến mùa bão không bị sói lở mọi người. Nếu tới mùa bão không bị sói lở. Nhược điểm lớn nhất của đoạn cao tốc qua tỉnh Phú Yên chính là lúc đầu chỉ xây có 4 làn xe. Khi mà đưa một chiều thì chỉ 2 làn thôi. Thi công mỗi lần thi công dự án cao tốc rất là khó khăn. Nên mình nghĩ sẽ thi công ít nhất là 3 đến 4 làn. Cả 2 chiều thì 8 làn trở lên mọi người. Để mà đảm bảo việc thi công cao tốc.
đô thị phát triển, lượng xe rất là nhiều. Để triển khai từ đây mọi người, cái phần đoạn đó giờ chủ yếu chờ rã nhựa nữa để xong, tiếp tục triển thi công phần lót nền phần đoạn này. Đoạn này là thuộc xã An Trắng mọi người, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Còn phía ngoài kia là thuộc xã Mỹ, còn bên đây chạy vào là xã An Trắng. Và tiếp xã An Trắng sẽ là xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Hiện tại các máy móc đang thi công đào bới phần núi này. Xét thì tại đầu phần này thì các xe múc xe ủi đang tiếp tục thi công phần đào lắp phần núi đi qua đoạn này. Hay luật là khi thi công và tỉnh Vương là lượng đất đá, các mỏ đất mỏ đá rất là dào, đảm bảo việc thi công nhưng được sẵn có đỡ các phần đất nền. Và thấy được là khi thi công và tỉnh Phú Yên là các vật liệu xây dựng rất là dồi dào, được cung cấp cho thi công cho tất đắc năng toàn tuyến. Đâu rồi thì sớm cho mình có quay tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã An Mỹ và An Trắng, huyện Tuy An, tháng 9/2024 mọi người. Thì sau thời gian một quý mình về lại thì dự án triển khai rất nhanh luôn, đã được đắp bánh nền xong và rải nhựa, tiếp tục phần hoàn thiện rải nhựa thì nữa xong và thi công các phần che chắn bảo vệ đường cao tốc. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình sẽ hẹn mọi người clip sau. Chào tất cả mọi người nha, bye bye.